Dạ vâng, ban giám khảo thì tôi chỉ sơ lược qua tất cả các anh em về hỗ trợ chúng tôi. Thì anh Nguyễn Thắng lấy từ Địa Phương, anh Lê Thanh Hùng, anh Nguyễn Thanh Hà, Quốc Nguyễn, anh Thái Đồng Vy, Quảng Hải, anh Phong và anh từ...
6 như sau: 1, 5, 6, 1, 1, 8, 2, 0, 4, 0, 5, 5, 0, 7, 1, 2, 5, 0, 0, 4, 0. Và chú chim cuối cùng là 0, 5, 1. Thank you.
siêu 106 067 40 loại 10 chú chim. Mỗi tuổi khảo loại cho tôi 5 chú chim. Hai tuổi khảo yêu cầu những giám khảo chúng ta không tranh luận về nhiều về nghệ nhân ở bên ngoài. Và cũng tình thời ở đây nghệ nhân chúng ta có thắc mắc gì về ban tổ chức, đừng bình luận gì về với đơn vị khảo để đơn vị khảo chúng tôi tiếp tục làm việc. Giám khảo cho tín hiệu. Bom sân top 40 loại 10 chú chim. Tiếp tục. Hai tuổi khảo chúng ta là cố gắng là ghi rõ dùng vào nội dung chú chim bị loại. Vâng, sẽ có một người hết thời gian. Top 40 chú chim 184081075 chú chim 163 chú chim tiếp theo 134042 183 và chiếc kim cuối cùng là chiếc kim 101. Xin chúc mừng 30 viên còn lại vào cái top 30. Mời anh em điền những chiếc kim quay còn sót lại 10 viên điền vào những điểm trống. 1 là top 30 loại 2 tuổi khảo loại 10 chiếc kim. Tiếp tục mời giám khảo làm việc.
Tắm tiếp theo là chim 1, 3, 9.
cho tầng 2 trong phim. Đó, tốc 10. Xin chúc mừng Đức Kim 193 và Đức Kim 122. Và chúng ta tiếp tục lòi 2 trong phim. Cầu cánh thì chú chim 159 ăn rất chú chim 159 có nghe đầu chú chim 159 đã về nhất và chú chim 159 lên đây. Bây giờ giới thiệu cho